Giá tiêu được chúng tôi cập nhật vào lúc 5 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2024. Lưu ý, các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá tiêu hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2024, giá tiêu đảo chiều giảm 5.000 đến 8.000 đồng/kg sau ngày tăng mạnh, kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế IBC niêm yết giá tiêu đen làm vùng, Indonesia chốt tại 7.094 đô la mỗi tấn, tăng 0,08%. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 ở mức 7.300 đô la mỗi tấn, giảm 2.74%. Giá tiêu đen Chin, Malaysia Asta mức 7.500 đô la tấn. Giá tiêu trắng Muôn To 9.033 đô la mỗi tấn, tăng 0,09% giá tiêu trắng Malaysia Asta ở mức 8.800 đô la tấn, giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 7.550 đô la tấn với loại 500 g mỗi eo, loại 550 g eo mức 8.150 đô la mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 11.550 đô la tấn. IBC tăng mạnh giá tiêu tại Indonesia, giảm giá tiêu của Brazil, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam giữ nguyên so với ngày hôm qua. Giá tiêu trong nước phục hồi mạnh trở lại trong bối cảnh giá tiêu Việt Nam giao dịch trên thị trường quốc tế bật tăng mạnh lên tới hơn 46% trong ngày hôm qua. Đầu tuần này, giá tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế đã giảm 3 ngày liên tục, có lúc mất tới 35%. Trong bối cảnh vụ thu hoạch tiêu năm nay của Indonesia bị trì hoãn đến tận tháng 8, tháng 9, muộn hơn thông thường với diện tích bị mất mùa ở mức đáng kể. Đồng thời, vụ thu hoạch ở Brazil cũng diễn ra chậm hơn dự kiến diễn ra trùng với vụ thu hoạch của Indonesia và sản lượng ước tính giảm từ 10 đến 20% so với năm ngoái. Do đó, các khách hàng trên thế giới sẽ tập trung vào nguồn cung sẵn có với giá rẻ nhất hiện nay là Việt Nam trong giai đoạn tháng 6, tháng 8. Điều này sẽ khiến giá tiêu Việt Nam khó có thể giảm sâu. Dữ liệu cho thấy nhu cầu đối với tiêu Việt Nam tại các khách hàng truyền thống đang tăng mạnh trở lại theo cuộc xuất nhập khẩu Bộ Công Thương năm tháng đầu năm thị trường Hoa Kỳ đã nhập khẩu hơn 28.000 tấn hồ tiêu với trị giá hơn 128 triệu đô la tăng 35,7% về lượng và tăng 53,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là thị trường lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 5 năm 2024 đạt 26,34 nghìn tấn, trị giá trên 117 triệu đô la tăng 0,5% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với tháng 4 năm 2024, so với tháng 5 năm 2023 giảm 9,0% về lượng nhưng tăng 30,2% về trị giá. Tính trung năm tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 109,33 nghìn tấn, trị giá 469 triệu đô la giảm 16,8% về lượng nhưng tăng 15,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Tháng 5 năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 4.443 đô la mỗi tấn, tăng 0,2% so với tháng 4 năm 2024 và tăng mạnh 43% so với tháng 5 năm 2023. Tính trung năm tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam đạt mức 4.290 đô la mỗi tấn tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo đà tăng của giá hồ tiêu sẽ chậm lại, tuy nhiên giá vẫn sẽ duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng. Tại các nước sản xuất Brazil, Indonesia và Việt Nam dự báo sản lượng vụ mùa năm nay sẽ giảm. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích trồng hồ tiêu của Việt Nam năm 2023 đạt 120.000 hectare, sản lượng 190.000 tấn ước tính sản lượng hồ tiêu năm 2024 tiếp tục giảm xuống còn 170.000 tấn, mức thấp nhất 5 năm gần đây. Giá tiêu hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ giảm mạnh từ 5.000 đến 8.000 đồng kg ở một số địa phương, giao dịch quanh mốc 152.000 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 155.000 đồng kg. Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 15.260.0 đồng mỗi kg, giảm 8.000 đồng kg. Giá tiêu chư xê Gia Lai hiện ở mức 150.000 đồng mỗi kg, giảm 7.000 đồng kg. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức giá 155.000 đồng mỗi kg, giảm 5.000 đồng kg tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá tiêu hôm nay giảm 7.000 đến 8.000 đồng kg. Cụ thể tại Bà Rịa vũng tàu ở mức 151.000 đồng mỗi kg tại bình phước giá tiêu đạt mức 152.000 đồng kg giá tiêu nội địa hôm nay giảm mạnh giao dịch ở mức 152.000 đồng kg như vậy giá tiêu trong nước hôm nay giảm ở một số địa phương trọng điểm so với hôm qua tại tất cả các địa phương giá tiêu đều ở ngưỡng 150.000 đồng kg trở lên giá tiêu cao nhất được ghi nhận ở mức 155.000 đồng mỗi kg